thế. Không gần. Bắt tiếng anh, mình đi mình phải đo hàng lịch sự, chịu chuyện. Là anh làm như thế. Ra rồi đăng nó có mình đo đấy mà. Giám sát anh ấy nhá. Đây nhờ anh em ơi. Này không. Chết giả. Hả? Chắc chắn là nấu ghi sổ rồi. Anh ấy đang ghi sổ rồi. X7 là đâu? Em ở X7 là dưới Hà Tây đúng không? Ở huyện nào đấy? Thanh Hoài à? À, X5 là ở Trương Mỹ rồi. À, ừ, quên, anh nhầm. Đi bị các anh dừng nói gì đấy mà anh thấy gương với cả mũ đầy đủ này mà các anh vẫy nạ. À, vừa cởi ra, chắc nóng quá cởi ra. Kiểu gì các anh nhắc nhở thôi, yên tâm. Dạ. À, vâng, vâng. Quên. Không có giấy tờ thì không nhắc nhở được. Anh lực lượng chức năng bảo thế. Anh ấy bảo là không có giấy tờ, chưa chắc anh nhắc nhở đâu. Yeah. Ừ, chắc là có giấy tờ rồi, đi rồi. Đầy đủ đi để như vậy nhỉ. Ôi trời. Cởi mũ ra là nóng. Chả đọc cái bình luận nào. Đó. Anh ấy cứ đứng đây xong có chưa là vi phạm đã. Đi vội thế. Thôi không đi đâu, đi, không đi. Đi các anh ấy cho người đấm chết này. Lại tím mắt. 394-95 mai đánh hai con lô. 94-95. Thế mà sao vòng cho đây nhanh thế nhỉ? Chạy nhanh theo chữ rồi. Thằng. Thôi đi về đi ngủ đi. Định về đi ngủ rồi đấy. Thôi đi về đi ngủ đi. Kéo, đi ngủ. Hả? À? Còn một đội nữa. Bọn anh vừa đứng ở kia mà. Còn một tổ nữa vòng ra nơi kia rồi. Thôi đi ngủ đi. Về đi ngủ đi. Anh bảo anh Ngọc trở về. Thôi chào anh em nhá. Về đi ngủ đi. Hỗ trợ được hai trường hợp.